Kể cả nhá, bây giờ nhá, em gặp nó đâu nhá, em đánh vào mặt nó anh. Còn anh Kiên ấy, anh Kiên đi làm rồi. Bây giờ chẳng ai cản được em đâu. Mẹ anh em với nhau cứ lúc nào cũng nghĩ đánh đánh nhau, đánh nhau. Tao thích ghê. Mày không qua tao làm gì cả. Tao nói mày đi, mày không qua tao làm gì cả. Anh à, em chỉ nghe Kiên đúng không? Lúc nào cũng đánh nhau rồi tí là đánh nhau rồi. Tôi đã thù nó, tôi đã ghét nó rồi ấy, thì không bao giờ tôi tha thứ cho nó luôn. Nhưng mà chuyện gì? Chuyện ngày trước nó lừa đảo thì anh Kiên. Thì lừa đảo anh Tuấn ơi, anh không còn thèm nói thì bạn nói cái gì? Ui chú chó ấy, nhá mà để 1-2 hôm nó xem nó gây sự cái gì, nó khoe đá không thì quay. Tao không để yên đâu, nhưng phải là mày. Thì em hỏi anh, nó gây sự em như này rồi thì muốn cái sự như nào nữa thì anh mới đổi nó đi. Còn đáo em cứ đây đây. Còn đáo xuống cái cỏ bị mẹ vứt hết thầy rồi. Mày bị ngu à, sao lại vứt hết cái này? Vứt đi. Thôi vứt đi. Cái loại nói em để em vứt đi đi luôn đi. Mày lì người thôi. Mày không nghe đâu, mày không nghe tao không? Anh muốn đuổi em đi thì anh đuổi, tùy anh thôi. Anh ạ, bây giờ anh xem nó được không? Bây giờ để em đi tìm nó, em phao mặt nó luôn đi. Mày cứ bỏ tao không? Mày bỏ tao không? Còn nếu nhá, anh mà với thằng Hoàng nhá mà đi theo nó luôn thì anh đi luôn. Còn bây em chỉ về cái đúng thôi, em chỉ vì gia đình anh thôi. Mày đúng là cứng đầu quá thông ạ. Bây giờ mọi chuyện này bỏ qua đi, cái hùng hồ lên cái gì, giải quyết gì? Nhà này có nhiều tiền không? Mà đòi đập nó đi, đánh nó đi, đập nó. Còn nhá, bây giờ em thật với anh luôn. Kể cả nhá, bây giờ nhá, em mà gặp nó đâu nhá, em đánh vào mặt nó anh. Còn anh Kiên ấy, anh Kiên đi làm rồi. Bây giờ chẳng ai cản được em đâu. Mẹ anh em với nhau cứ lúc nào cũng nghĩ đánh đánh nhau, đánh nhau. Tao thích ghê. Mày không qua tao làm gì cả. Tao nói mày đi, mày không qua tao làm gì cả. Em chỉ nghe Kiên đúng không? Thì bây giờ em hỏi anh, bây giờ anh Kiên bảo em như nào thì em vẫn làm thế. Còn bây giờ anh đó, anh đánh trai anh Kiên thật. Nó có bảo mày ở nhà đánh nhau không? Thì không, bây giờ nhưng mà em cay nó giờ trước giờ. Cay cái gì, chuyện gì, nói ra cho nhau để giải quyết, làm hòa với nhau luôn. Cái gì lúc nào cũng đánh nhau rồi tí là đánh nhau. Này, tôi đã thù nó, tôi đã ghét nó rồi ấy, thì không bao giờ tôi tha thứ cho nó luôn. Nhưng mà chuyện gì? Chuyện ngày trước nó lừa đảo thì anh Kiên. Thì lừa đảo anh Tuấn ơi, anh không còn thèm nói thì bạn nói cái gì? Khốn nạn thì tôi không mà tôi chấp nhận được cái loại nó đâu. Còn nhiều nó như thế nào cũng được, tôi chẳng quan tâm, được chưa? Còn đấy, thôi bây giờ nhá, em đi về em vứt hết quần áo của con bít ra ngoài luôn. Mày vứt làm cái gì? Thông ơi là Thông. Anh Tuấn này, anh kia này, bác Túc đã không nói gì, mày cứ nói nhiều lắm cái gì nhỉ? Mày vui như chó ấy, nhá mà để 1-2 hôm nó xem nó gây sự cái gì, nó khoe đá không thì quay. Tao không để yên đâu, nhưng phải là mày. Thì em hỏi anh, nó gây sự em như này rồi thì muốn cái sự như nào nữa thì anh mới đổi nó đi. Sai thì nhiều thằng sai, thằng nào cũng sai. Không phải là bạn đúng hay là sao không phải đúng. Kia mày cầm ra mày đuổi nó là cái gì? Thì bây giờ em cay nó, em muốn đuổi nó ra khỏi nhà luôn. Đã ghét nó rồi thì làm nào thì cũng đánh nó luôn. Cái loại nó bây giờ thì em phải đánh luôn. Này, em sẽ gọi anh em nhá, hoặc ấy em sẽ làm cái âm mưu thủ đoạn gì em giết nó luôn ngay trong nhà anh luôn. Đấy, mày giỏi mày làm đi, mày giỏi mày làm đi đấy. Ờ em làm luôn, em sợ gì? Ê, tao đuổi mày thằng Dũng ra ngoài ở nhá, cho hai mày ở thôi. Đấy, chúng mày ra ngoài đường ấy, chúng mày muốn làm gì thì làm. Người, đừng có gây sự trong nhà tao được. Người trước đây sai lầm với anh mà bây giờ anh còn giữ nó lại. Chẳng qua là mấy nay em gọi lịch bợ anh để cho anh tha lỗi cho nó, để em càng ngày em càng giết nó được nó thôi. Ngày trước em nó âm mưu thủ đoạn nó làm nào cho anh mất nhà, anh mất ô tô đấy. Mà anh bây giờ em vẫn chấp nhận được ở thì em cũng chịu luôn. Chấp nhận thì bây giờ hỏi mày không chấp nhận làm gì hả? Bây giờ muốn biết bộ mặt của nó, muốn lấy lại tiền của nó thì anh em bây giờ phải âm thầm theo dõi nó xem như nào. Đúng rồi. Đúng không? Lúc đấy mình phải quay mặt lại xử nó lý nó sao không theo. Nó thay đổi không có một thời gian chứ phải. Nó về vừa về ngày 1 ngày 2 nó đánh nhau suốt ngày. Thôi anh đợi em đi về. Mày đâu? Mày đâu? Em đi vứt hết đồ xuống ra ngoài. Nói gì? Mày làm sao gì không? Tao bảo anh em ở trong nhà thì phải hòa thuận với nhau. Vứt đồ giải quyết. Anh đấy đi, em đi về vứt đồ nó ra ngoài, em không chịu được đâu. Đi đâu mà đi? Còn anh đi không về không chú ý anh đi nào. Để em vứt hết đồ ra ngoài. Cái này, cả ngày nói cả không nghe à? Bây giờ bảo như nào anh giải quyết đi bây giờ. Đi về nhà cho ra, không cần đi mấy thằng này về nhà nó lại rồi xé trong nhà rồi đấy. Ơi không chịu nghe. Chạy đi thôi.
hổ lên là mới đi kiểu này. Bố đời, anh giải quyết được gì đâu. Bây giờ anh vào để xin này, nếu nó có người được rửa nó ra nhanh. Mày vứt đồ linh ta trong kinh nha. Tao nói mày nghe à hả? Quần áo em vứt ở đây đây. Quần áo rồi còn bị mày vứt hết tại rồi. Mày bị ngu à? Sao lại vứt hết cái này? Vứt đi. Thôi vứt đi. Cái loại nói em để em vứt đi đi luôn đi. Mày lì người thôi. Mày không nghe đâu, mày không nghe tao không? Bây giờ em muốn đổi nó ra khỏi nhà mà bây giờ anh cứ làm như thế. Mày cứ làm một hồi là bây giờ đồ nó để cho nó đấy, vứt hết của nó đi à? Loại nó là phải vứt và ấy, phải ném nó đi đốt luôn đi. Cái loại nó tôi không bao giờ để yên được nó trong nhà đâu nhá. Mày quá đáng cười thôi Thông ơi. Còn nó sang đây nó bước chân đây tôi chặt què chân nó luôn. Này, phải là tao còn đứng đây này, tao chưa nói năng gì này. Đúng rồi anh Tân ở đây còn chưa nói gì về bạn cứ chung lên là gì. À đưa đây. Thôi, đưa cái đồ này. Cái đồ này, quần áo nhá. Quá đáng cười thôi. Mày vào, có thế gì? Mày cái này, anh cho nó đập phá gì đập đi. Lấy chai tao, làm việc đi. Bây giờ anh cứ nhảy cả anh em. Bây giờ em cũng muốn tốt cho anh thôi thì em mới cản nó vứt nó đi thôi. Đấy, tốt mà mày suốt ngày đánh nhau, suốt ngày anh em nó đem ghét nhau thế. Đấy, mày đốt cụ đi, đốt đi luôn đi, đốt đi luôn đi. Thôi, gì? Loại nói em rất là cay luôn, bây giờ anh em rất bức xúc luôn. Bây giờ anh cũng để không để yên cho em làm với nó. Tao bó tay mày luôn. Đây còn anh với cả nó, anh em cả hỏa nói gì nói. Có gì về mày nữa, mày ra cái gì mà nói nữa cơ. Tao đến bó tay mày luôn đi, tao hết cách rồi. Để xem chuyện như nào. Bây giờ cách xử lý chưa thì đánh nhau. Vừa mới một hai hôm, mẹ lại đổ thứ chuyện trên đầu. Lúc anh Kiên ở nhà nó có dám nói gì đâu anh. Bây giờ anh Kiên đi, nó cứ bày hết trò này đến trò khác cái gì. Anh em ghét nhau, anh em đánh nhau thôi. Mày không nghe lời tao hay để tao gọi cho Kiên về nhá. Hôm qua chị Thư nói đấy nhưng mà bây giờ nó vẫn cứ lì đấy anh gọi con Y Kiên về à, anh Kiên về xem như nào. Nói mãi không nghe thì chịu thôi. Ai không phải dọn để anh kia cho nó ra dọn. Nó nói rồi vứt cơ mà. Vứt phải gì? Dọn nó để làm gì? Đồ của nó thì gì? Mày này mày không tiện tay mày đập luôn mấy cái bàn cái ghế cái nồi cơm đây đập hết đi. Đây là nhà của anh. Nó đồ nồi cơm chiếc nó ăn cùng đấy đập luôn đi bát đũa đập hết đi. Đồ của nó thì sao mày dám đập không? Tuy con đồ nhà anh sao em dám đập? Kể nó ăn thì không sao, chỉ có vali quần áo nó thì mất thôi. Thế là con anh muốn ấy, như thế nào ấy. Tốt nhất anh đừng có nó ở đây nữa, em không thích đâu. Kể cả anh Kiên về em cũng chỉ là người gọi là ấy để cho anh Kiên đỡ vui vẻ thôi. Tôi phải im đi để tao gọi anh Kiên về xem xử lý mày như nào. Mày thích gọi không? Mày quá đáng lắm anh Thông ơi. Thôi, làm mày qua tiền, những cái chuyện này qua tiền cho nó. Nó bây giờ nó cứ ngồi như này sao sao được anh? Để nó làm, rồi qua nó càng phút một thêm nó thì về lại không còn thoại nữa. Hôm qua chị Tư đã bảo rồi. Mày tính như thế anh em không chơi mày được đâu. Không chơi thôi, mày không chơi thôi, anh Tuấn không chơi thôi. Tao chả để anh chơi với tao. Còn tao chỉ muốn là tao giúp anh chị tao đến cùng, được chưa? Mày giúp anh suốt ngày đánh nhau gì? Khốn nạn vừa, có rất chi khốn nạn. Mày đấm mày nó sao mày nó đánh tao thế được không? Mày đánh giờ mày đánh nó thôi. Đúng rồi, một phần mày hôm qua bắt dao dệt nó làm cái gì? Hôm qua bảo tao mày đánh nó không chịu đâu ạ. Số tiền không? Một số cái đánh. Em bây giờ ô tô nó trả được thì em hỏi anh Cháo rồi nó trả được ô tô đâu. Làm một không trả được một cái ô tô tỷ 2 bạn. Sao mày không khôn lên, không bảo nó mày lừa nó bán căn nhà đâu thắng đi. Để mà lấy được tiền mà bù vào tiền ô tô. Bán nhà đi bán thắng ở đâu? Bây giờ nó nói sao ra bán được? Nó ngu gì bây giờ bán nhà nó đi. Vâng, tôi thấy bằng lần trước nó đánh tôi đấy. Còn đấy thôi, tốt nhất là em tập anh thôi. Còn đấy, anh với cả mọi người thích đi theo nó thì đi theo. Còn riêng quan điểm của em ấy, em không bao giờ em chấp nhận nó phải ở đây ở. Tao không phải đi theo thằng nào hết, đây là nhà tao. Không phải theo nhưng mà mày là người sai đấy không ạ? Đây là nhà tao mà nó chỉ là em, hiểu không? Nó chỉ là em với Thư. Này, mày là khổ với tôi Hoàng ạ. Mày suốt ngày cứ đánh nhau, cứ lúc nào cũng đánh nhau, lúc còn nào cũng tưởng nhau. Mày thì bảo anh em bao năm rồi, nét ra đấy bảo bỏ mày à? Thì thế bây giờ nó chưa còn đối xử với anh nào thì anh muốn đuổi em đi thì anh đuổi, tùy anh thôi. Chỉ một mưu cầu có được chi kỷ đến lúc bắt đầu hết.
con ấy em ấy từ trước đến bây giờ em vẫn giúp gia đình anh từ trước đến giờ rồi. Đấy. Tao nói mày phải nghe tao, mày không nghe thôi tao mới đuổi đấy. Nhưng mày đừng có bướng bướng mà mình kẹo mày đi xử. Tao đi một mình xử lý chuyện của mình đâu. Thế bây giờ anh muốn nói thì chỉ nói. Em này dám đủ. Em thật anh thì em giữ yên quan điểm luôn à. Em không bao giờ em chấp nhận nó về ở đây ở với cùng em. Mệt rồi. Mệt thì cút vào kia. Mày nói ý tôi. Mày đừng đứng lại nhảy nữa. Mệt cả người. Phe đi thuyền.